Hai anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh Taichoi.com. Thì còn khoảng hơn một tháng nữa thôi là Tết đến xuân về rồi. Khi mà Tết đến xuân về á, là anh em hay mua cho mình những cái chiếc loa kẹo kéo nè, để về quê hát cùng anh em, bạn bè hay là trong gia đình anh em. Những cái chiếc loa kẹo kéo á, thì cái giá thành nó có thể là khác nhau. Tuy nhiên trong video này mình sẽ mang đến cho anh em hai cái chiếc loa mà giá nó tầm khoảng cỡ 1 triệu thôi. Hàng này á, khi mà anh em mua á, là không phải hàng mới 100%. Đây là cái sản phẩm hàng trưng bày của Thí Động hoặc là Điện Máy Xanh ha, hoặc là hàng đổi giả họ tu sửa gì đó, nhưng mà anh em mua về sử dụng cũng rất là tốt. Hai cái sản phẩm này đến từ cái thương hiệu Enco. Thì cái giá mới á của cái loa bự này nè, anh em mua tại Thế Giới Động á thì cái giá nó đâu đó tầm khoảng cỡ 2,5 triệu ha. Còn cái loa nhỏ này là giá của 2 triệu. Tuy nhiên cái đó là giá mới thôi, còn cái giá mà mình chia sẻ cho anh em, mình để link cho anh em mua trong cái video này á, thì cái giá nó sẽ tiết kiệm hơn khá là nhiều. Cái loa bự này nè, giá đó tầm khoảng cỡ 1,2 triệu, còn cái loa nhỏ thì giá 1 triệu. Anh em mua thì có thể là những cái chỗ nó bán rẻ hơn. Tuy nhiên ha, rẻ thì cái độ mới của nó cũng giống như là cái chất lượng của nó sẽ không tốt bằng những cái chỗ mà người ta bán đắt hơn, tiền nào của đấy thôi. Thì theo nhu cầu cũng giống như là cái số tiền mà anh em có thì anh em có thể lựa chọn cho mình một cái lo nó thích hợp ha. Cái lo bên tay phải của mình đây là cái lo có cái mã là L1218K. Cái lo L1218K này á thì nó bự hơn cái lo bên đây. Cái lo này thì có mã là L0810K. Hai cái lo này á cùng một thương hiệu. Cái lo nhỏ này á thì nó có công suất lớn hơn 25W, và cái lo bự này nè có công suất là 18W. Tại sao mà nó bự mà nó lại có công suất nhỏ hơn cái lo nhỏ này? Bề ngoài của nó anh em thấy đây, thì cái lo bự này nó có cái lo bass của nó lên đến 3 tấc, còn cái riêng lo nhỏ này, cái lo bass của nó đây chỉ là có 2 tấc thôi. Về phần cân nặng á, cái lo này á thì nó sẽ nặng hơn cái lo nhỏ này 1 ký ha. Cái lo nhỏ này á thì nó là 4,5 kg, còn lo bự này thì mình cân thử á, là 5,5 kg. Mình thấy á, nếu mà nó bự như vậy mà nó nặng hơn cái lo này có 1 ký á, là nặng về nhựa, về thiết kế thôi. Còn linh kiện bên trong á thì nó cũng sẽ không bự hơn lo này đâu ha. Giá thành nó bán hơn 500k. Nhưng mà khi mà anh em nghe nhạc ở ngoài thực tế á thì cái lo lớn này nè, nó sẽ cho chất âm nó lớn hơn, và cái âm spike, cái âm bass của nó cũng sẽ rộng hơn, có nghĩa là anh em nghe nó hay hơn ha. Còn về phần kích thước thì anh em thấy đây, mình đứng thì hai cái lo này, cái lo này thì mình cho nó 10 đi, cái lo này khoảng 7 ha, 7-8, nghĩa là cái lo này bự hơn lo này đó tầm khoảng cỡ 30%, có nghĩa là nó cao hơn. Mình sẽ nói luôn về phần kích thước tổng thể của cái lo bự này. Thì cái lo bự này á, nó cao là 82cm và ngang á là 35, dày là 32 ha. Còn riêng cái lo bên đây á là cái cao của nó 51, bề ngang của nó là 31.5 và dày của nó là cũng 31.5 luôn. Về phần thiết kế bo mạch thì mình thấy hai cái lo này nó cũng tương tự với nhau thôi. Còn về phần bố trí á, điều chỉnh á, thì hai cái lo này đều bố trí cái nút điều chỉnh sau lưng hết ha. Riêng cái lo này thì nó sẽ có thêm cái phần đèn led nằm ở đây, và nó có một cái phần để điều khiển ở đây, nó khác hơn lo một tí. Khi mà anh em mua hai cái lo này á, phụ kiện họ bán hàng trưng bày cho anh em nhưng mà nó rất đầy đủ. Anh em trước khi mua á, là phải hỏi cái phụ kiện nó có đầy đủ không, để khi mua về mấy ông dùng luôn. Mấy ông không hỏi kỹ á, là khi mua về nó thiếu này thiếu kia là mấy ông không có dùng được ha. Đây, cái lo nhỏ này khi mà anh em mua thì nó tặng cho anh em một cái micro, một cái đầu gài micro nè, một cái remote, một cái dây sạc 12V, một cái cổng AUX ra bông sen. Cái lo bên đây á là một cái micro, một cái điều khiển, một cái sạc 9V ha, và nó sẽ tặng cho anh em thêm một cái cổng AUX nữa để anh em kết nối. Về phần mặt trước thì anh em thấy rồi, cái lo bên đây thì nó sẽ gồm cho anh em đó là một cái lo chép nằm đây, lo bass nằm ở đây, và nó có đèn luôn ha. Phần điều khiển nằm ở đây, tai sách ha, có cả phần kéo cho anh em luôn, lo kéo mà phải có đồ kéo chứ, nó rất là nhỏ gọn ha. Micro thì hát xong rồi dắt đây. Đây mặt sau, mặt sau thì đầy đủ hết nha. Ở đây thì nó có cho mấy ông nè, phần điều khiển gồm 5 cái núm ha. Cái phần điều khiển chính của nó thì nó gồm 3 cái núm dạng ha, núm âm lượng tổng nè, chép bass, điều khiển volume của micro, echo của micro, có cổng mic ngoài để mấy ông cắm guitar ha, cổng sạc 13.5V ở đây, cổng AUX, thẻ nhớ USB ha. Ở đây thì nó có phần tắt bật lo cũng giống như là tắt bật đèn, có cái chỗ để cho mấy ông cấp thêm nguồn bình ắc quy ngoài ha, rất là đầy đủ. Cái lo bên đây nó cũng tương tự như vậy thôi. Đây, cái lo bên đây nó cũng sẽ có cho mấy ông là 5 nút ha, một nút điều chỉnh volume tổng nè, chép bass, volume mic ha, echo của mic, chắc để mấy ông cắm thêm bình
dắt em cắm mic rồi, mic có dây ha, guitar, một cổng sạc 9V và cổng điều khiển của sản phẩm này thì nó dở sau này. Có cho mấy ông là một cổng USB nè, một cái khe cắm thẻ nhớ, AUX ha, công tắc đầy đủ hết. Riêng cái lo này á thì cái tai thách nó dời bên đây ha, nhìn nó là tương tự như những cái lo Temensan mấy em. Mấy cái lo này nè, nó sẽ có một tai thách và cái chất liệu hoàn thiện nhựa của hai lo này á thì nó cũng hơi khác nhau. Cái ông này á thì nó hoàn thiện theo cái dạng nhám nhiều hơn, bên kia cũng nhám nữa nhưng mà có sơn, có lớp sơn bóng ngoài ha, nhìn đẹp hơn, đỉnh nha. Còn về phần chất âm á thì tôi sẽ mở thử cho mấy em nghe trước một lo và cái lo kia thì tôi mở sau, có nghĩa là tôi mở cho mấy em nghe cùng một bài nhạc thôi. Nhạc của tôi test á là không phải là Bolugo hay là nhạc trẻ nha, mấy em cũng biết á, YouTube bản quyền của nó rất là sát sao, không test nhạc khơi khơi đâu, test khơi khơi là mắc kênh như chơi á. Vì vậy tôi sẽ test nhạc mà họ cho phép test thôi, mấy ông chú ý ha. Còn ông nào mà muốn nghe kỹ hơn về hai cái lo này á, cứ ra trực tiếp Thế Di Động Điện Máy Xanh nghe cho tôi, nghe xong rồi về nhà thấy cái lo nào mà cảm thấy mình thích ha, đó mình có thể lên trên những cái sàn thương mại điện tử, cái link này tôi để cho mấy ông mua giá nó rẻ hơn 50%. Còn mấy ông nào có tiền thì kinh nó mãi luôn, cho nó chất lượng, bảo hành 1-1 trên trọng tháng ha. Rồi trong đó thì nó sẽ bảo hành 12 tháng cho mấy ông luôn. Test nhạc á là tôi sẽ mở 100% nha. Giờ nghe trước cái lo này nha. Và đó, tôi muốn test cho mấy ông nghe cái nhạc của loa nhỏ này rồi. Thì anh em đánh giá nó như thế nào? Công suất 25W cũng khá là lớn á. Tiếp đến là tôi sẽ ngắt cái loa này đi và tôi sẽ mở cái loa này cho mấy ông nghe ha. Và tôi cũng sẽ tăng cái âm lượng nó lên maximum luôn. Nghe lại từ đầu nghe. Cũng mở cho mấy anh em nghe cái nhạc từ cái lo L1218K này của Enco. Về phần chất âm á, về phần công suất á, là mấy ông không thể đánh giá một cái lo được. Công suất của cái lo này á là 25W, công suất của cái lo này là 16W thôi. Tuy nhiên khi mà nghe á, thì phần âm lượng á, thì hai cái lo này nó cho chất âm lượng thì mình đánh giá nó cũng xem nhau thôi. Cái lo này thì nó phần nó nhỉnh một tí ha. Nhưng mà khi cái lo này nè, cái màn bass này nè, nó lớn hơn nè, cái màn lo bass này nè, nó lớn hơn ha, thì khi mà mấy ông nghe á, những cái âm bass nó đánh được nghe chắc hơn và nghe nó im tai hơn. Còn cái lo này đánh ra thì nó hơi bẹt hơn chút đỉnh ha. Thì bây giờ tôi sẽ test thử karaoke cho mấy ông ha. Thì tôi sẽ ca cái lo nhỏ này trước ha. Tôi sẽ ngắt kết nối, tôi chuyển qua lo nhỏ này. Tôi sẽ tìm mấy bài nhạc mà ta cho phép nha.
cam một cái lon đỏ. Tôi tắt cái lo này đi rồi, nghe không sao không? Để thì mic nó bị ăn với nhau á, nên tôi tắt điện lo. Lát tôi mở lên tôi test nó sau. Tôi sẽ mở cho mấy em nghe đoạn nữa ha. Nhạc như tình nha. Tôi sẽ mở loa này lên. Xong rồi tôi kết nối, tôi hát thử cho mấy ông nghe hai bài. Bluetooth mode. Bluetooth connected. Tôi sẽ mở âm lượng tối đa ha. Cái loa này nhỏ nhưng mà nghe nhạc nó ổn lắm nè. Lớn, cực kỳ lớn luôn. Đi chơi mà thấy cái loa này nè, nó gọn hơn loa này, cái loa này nó hơi bề xẹo quá. Xách lại hàng xóm thì nó khỏe hơn. Loa này nè, 4,5 kg chạy xách quá. Thằng chạy trước ha, thằng ngồi chạy xe, thằng sau ôm lo hát phê pha luôn. Còn mấy lo mấy chục ký tôi không tính nha, mấy lo quá ghê, công sức mấy trăm watt rồi mà. Tôi chỉ tắt nhạc trẻ, nhạc chỉ tình thôi. Hai một bài là mấy ông nghe không biết.
thôi. Và đó thì mình cũng test cho anh em nghe thử chất âm và hát karaoke trực tiếp từ hai cái loa Enco và bán gấp chạy tại Thí Động Điện Máy Xanh ha. Tuy nhiên tôi không khuyến khích anh em mua loa đó. Loa mà giá 2,5 triệu cho cái loa này, 2 triệu cho cái loa này thì hơi chua chát thật sự. Nếu mà sâu vào thị trường thì có nhiều cái loa nó hay hơn hai loa này nhiều. Tuy nhiên nếu em mua hàng trưng bày đổi trả qua những cái trang thương mại tử Shopee, Lazada, mình sẽ để link cho anh em mua hai cái loa này giá tiết kiệm hơn. Cái này thì giá khoảng 1,2 triệu, cái này thì giá khoảng 1 triệu thôi. Mấy ông mua rẻ hơn á thì cái hình thức của nó sẽ xấu hơn, phụ kiện nó sẽ không đầy đủ ha, thì tùy mấy ông thôi. Có nhầm chỗ nó bán rẻ hơn tầm khoảng 100-200, nhưng mình thấy 100-200 á, nếu mà xấu hơn, hình thức nó không được đẹp thì nó không đáng nha, tùy theo nhu cầu mấy anh em. Riêng mình thấy á, nếu mà đi chơi mà để sách tiện á là mình chọn em này ha. Công suất 25W, to mồm, dinh lên một tay phải nhẹ nhàng 4,5 kg ha. Ví dụ như đi chơi đi, nhà cầm khoảng 3 cây số được không, thằng chở trước thằng ngồi sau ôm lo là chạy thoải mái luôn, có gì đâu, rất là hay ho. Hát cũng được nhưng mà nó âm nó hơi ồ ề hơn lo này tí ha. Còn lo này thì chơi chắc âm nó ngọt ngào hơn, do nó có một cái lo bài của nó, lo bắt 30 ha, một cái bắt 30 thì khi mà hát á thì cam bắt của nó nghe nó mượt mà hơn ha. Chắc âm của nó thì không hề thua lo này ha, thậm chí mà còn nhỉnh hơn nữa, mình không biết sao mà 25 16W mà cái lo 16W lại nghe hay hơn và lớn hơn, tại vì giá tiền nó bán nhiều hơn mà. Cái lo này á mấy anh em xách đi chơi cũng dễ dàng luôn, thằng chạy thằng ôm cũng dễ dàng, nhưng mình thấy về kích thước ha thì nó hòa hơn, nặng cũng chỉ có 5,5 kg thôi, rất là dễ dàng. Còn về phần trang bị, những cái tính năng, những cái công năng sử dụng thì hai cái lo này gần như nhau ha. Mấy ông xài hết pin có thể cấp bình 12V cho nó, mấy ông có thể là sử dụng cổng USB ha, có dắt để cho mấy ông cắm guitar vô mấy ông chơi ha. Thương hiệu lo này thì của Trung Quốc thôi, nhưng mà Thế Động Điện Máy Xanh họ kinh doanh thì mấy anh em biết cái chất lượng của nó như thế nào thì họ mới kinh doanh ha. Và những cái sản phẩm này thì mình sử dụng thời gian, mình test thời gian thấy nó cũng rất là ok, giá khoảng 1,2 triệu thì không có gì chê trách hết ha. Mấy ông mà muốn nghe trực tiếp cái lo này thì không cần phải tính tôi đâu ha, không cần phải lại nhà thuốc Quyên Chi, mấy ông cứ lại bất kỳ cái siêu thị điện máy xanh hay Khí Động nào, mấy anh em vô mở nghe thử, thậm chí hát thử lo đó luôn. Mình thấy siêu thị nào mà họ cũng trưng bày hai cái lo này hết ha, mấy anh em mở lên nghe ha, hát cho đã đi, cảm thấy thích ở đó, giá 2,5 triệu cái lo này, 2 triệu lo này hốt luôn ở đó cho tôi cũng được. Chính sách của họ bảo hành 12 tháng 1 đổi 1 thì mấy ông yên tâm hơn. Còn mấy ông nào mà ít tiền hơn, chỉ có 1,2 triệu thôi muốn mua lo này thì vào cái link của tôi sẽ để dẫn đến những cái sản phẩm lo này cho mấy ông mua, lo này 1,2 triệu, lo này 1 triệu ha. Và anh em muốn mình bung hay là làm gì với cái hai lo này nữa thì nhớ comment cho mình biết ha, để mình làm cho anh em. Còn mấy anh em còn cái ý tưởng này nữa thì bỏ ngay nha. Ví dụ giống như là cái lo người ta tặng có mic à, đi lên mua thêm cái mic giống gì nữa, về ca cho lo này xong ca không xong được ha, tại vì nó chỉ phát một cái tần số thôi, mấy ông sử dụng nhất một mic thôi, còn hai mic cùng lượt thì nó sẽ bị ồ ề, nhớ nha. Còn muốn sử dụng hai mic go thì dễ thôi, mua cái mic go không dây rồi cắm vô cái đít này nè, hát cùng lúc hai mic ha. Về phần link mua hai cái lo này thì mình sẽ để dưới phần mô tả video hoặc phần ghi bình luận thì anh em bấm vào đó tham khảo và mua. Nếu mà anh em cảm thấy video này thì sao, nhấn like, share cũng giống như là subscribe kênh tachibai.com của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Và anh em, bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.